đẹp nhưng mà không hợp gu, nó phải hợp gu cơ. Cây là phải hợp gu. Đấy. Đây à, móng này. Ừ. Móng. Móng này bán mấy tiền đấy? Chắc bác bán rẻ, bác này bán rẻ lắm. 700. Ừ. Ôi chết, để điện thoại tối vậy. Chân về đẹp. 700. Ra đây mua thì rẻ, rẻ nhất rồi. Hôm trước con điền này bán có được giá. Đấy. Hôm trước con điền này bán có được giá. Để bán được 21. Bán nhanh nhỉ. Được. Cuốn. Em chỉ múc mấy cái con nhỏ nhỏ như gỗ cân kia đấy, nhỏ nhỏ. Đấy. Cuối tuần này, tối quá. Cho sáng đi, cho sáng quắc lên tí. Rồi, cảm ơn bác nhé, để đi vòng. Đây, ui, sung nhiều quả quá. Vâng. Treo lùng lẳng, thích này. La hán. La hán là la hán rất giả. Ở đây có cây à, vẫn cây hôm trước, vẫn cây hôm trước, cây chả biết cây du này là vào nhiêu, bao tiền đâu, đúng bao tiền. Không trả lời bác, cũng nghĩ mình không mua nên không trả lời. Đấy. Lúc này hôm trước tôi có quay nhưng mà nó không trả đẹp đấy, cũng khá ổn. Có một cái chậu men và nó hơi cao một chút đấy. Chỉ vì cũng nhìn nó cũng hay đấy, nó cũng hợp vui mỗi người mà. Đấy, cái cảnh nó như vậy, hợp người hợp cảnh nó chữ đây. Hợp người hợp cảnh thì lên đường thôi. Còn việc hoa bát ngàn hoa già Tết vẫn hoa hiếc vẫn nhiều đấy, đến cái mùa mai tứ thủy đấy. Ở đây đây, rồi sang bên này đây, bên cái mấy cái chỗ này các bác ấy thôi, một hai bác quá không thân thiện cho lắm. Mình mọi người ta cứ nghĩ mình quay cái phim không mua đấy. Đấy, hoa, chẳng có người. Đi lao già thật, không có tội mà. Cái thân của nó mà, thân nó mà to đấy thì hay quá. Vì là thân một nhọt vô cùng. Villa của mình ấy đúng không ạ? Villa à. Không phải, ai gửi đây ấy? Có được tí nữa biết thì hỏi sau, với lại mình cũng chả mua thì hỏi. Thấy nó có một tí gì đấy nó khác hơn ở cái chỗ đấy thì hỏi cho anh em tham khảo thôi, chứ mình không lấy. Toàn bộ phiên chợ à, sim này, hoa sim, hoa sim chuẩn bị hoa tím ngắt cả một góc rồi đấy, sim đúng mùa hoa sim đây. Bán được cái du rồi. Lúc
cho lên chậu nhìn nó cũng xinh lắm. Là về buôn thì rất là hay, rất dễ, chứ không như những cái đồ cây đắt tiền, mặc dù biết là đắt tiền nhưng mà rất khó, giá vào nó cũng cao. Thứ hai là kén người chơi đấy, không phải ai dám bỏ tiền mà mua. Nhìn ra được đây mà trong đấy. Cây đa 8 triệu hôm trước đây thì có quay rồi, có quay rồi. Bây giờ bác cái mấy vật lá thì phải. Đấy. Đấy, may lại nhiều nhỉ. Vui con ra đây mà vào làm ghép đá. Hôm trước lấy 2 con nữa rồi. Đấy. Dòng xanh quê mà lá rất là đẹp, lá rất dày đẹp. Ra ai hôm trước lấy rồi, cây như này luôn, chả lấy thêm làm gì. Đẹp đấy, về làm mini đẹp đấy. Con kia đẹp, con kia đẹp, chụp cái tùng hà đấy cơ. Cái ảnh mình nó đẹp. Đẹp. Ông nhưng mà những con này về cắt ra nhỏ nhỏ nhìn hay đấy, không đơn giản đâu. Hàng đẹp. Hàng đẹp, giá rẻ. À. Bé thì phải có cái bệ. Không có. Lá đẹp đấy, dòng xanh làm răm rất là dễ. Ra. Làm rồi, có rồi. Không chơi thêm nữa. Một, hai cây vui vui rồi. Phải có bệ đẹp. Mua ủng hộ tí thôi. Đục đúng em. Ừ. Ôi giời, già quá nhỉ. Ghê đấy. Hả? Già đấy. Bé nhưng mà già đấy. Bé. Đây này buôn cả hoa kìa bác. Hả? Buôn cả hoa. Ờ, đi chợ đây rồi. Đà Nẵng quá nhỉ. Lá dây mua cả đấy. Có lại ra được. Được. Mình buôn cái gì có tiền là buôn hết. Đúng không? Rồi, ổn quái ghê đấy. Thôi, chúc mừng bác. Anh à, lại lăng quăng tí. Đấy, thắng bộ rồi. Anh à. Đấy, bắt đầu. Đấy, vẫn mấy cây này thì trước có quay rồi. Mang tâm sự từ... Đây là hoa màu gì đó? Màu vàng ạ. Mấy cây này mới cho cái cây này, nhưng mà nó cũng không được mướt mắt cho lắm rồi các bác nhỉ. Ôi, chợ búa quá. Ở đây cây hôm trước này, cây hôm trước của anh Lập đây, nhưng mà nay đã ra đây rồi, chủ mới rồi. Đủ bản lĩnh ghê. Dạ. Đủ bản lĩnh ghê. Ôi, cây này em chơi làm gì? Thế à? Quá bình thường, xấu mà. Nhưng mà đưa đây, ở chợ thì nó... Cái này là đẹp rồi. Dạ, yeah, ở đây. Ở chợ là hàng này được. Đấy. Hết cây lại đi vòng hàng này vòng là cứ ngồi gọi nước xong em ra. Bác à, bác ơi, mời hai cái bác. Các bác nhé, cháu đi quay tí. Người nhà họ hàng bên ngoại ra chờ bao lâu hôm nay mới biết. Ngại hết một vòng à?
quay lại cây cây. Ở đây còn có cây si. Đấy, có cây suối. Đấy, lên chậu luôn ạ. Đẹp quá, đẹp quá. Ôi, cây chanh nhiều quả thế. Đây này, đây có cây chanh nhiều quả lắm ạ. Kinh nhỉ, kinh khủng quả này. Quả nó ra, bác nhìn thấy những chỗ nhỏ nhỏ này này. Đấy, cái cành nhỏ nhỏ. Con quả là quả sợ thật. Giống chanh này. Quả ra đến chết luôn. Chết luôn. Nhiều quả thật đấy. Quả nhiều nó cứ kiểu như mụn này này. Đấy, nhìn này. Đấy là quả còn bé, quả to không nói, quả to không nói, quả bé này này. Đây này. Đấy, không nếu được quả đâu. Không to nha. Cái quả nó nhiều thế nhỉ. Chi chít ở dưới kia nhìn đấy, quả đang đầy đậu đây quả. À cây của anh à? Dạ kìa. Một cái lạ lạ hay hay.